hãy xem hình ảnh kịch đẹp này về cơn giận dữ của chính ngôi sao nhỏ của chúng ta. Vào thứ năm, mặt trời của chúng ta đã giải phóng năng lượng bị dồn nén của nó dưới dạng một quả bom từ trường nhỏ. Nó được gọi là tia sáng mặt trời và NASA đã ghi lại toàn bộ sự việc trên máy ảnh. Các vụ nổ mặt trời là những vụ nổ bất ngờ trên bề mặt mặt trời do lực từ trường mạnh gây ra. Đang được các nhà thiên văn quan tâm vì những hiện tượng này có thể tác động đến lưới điện trên trái đất gây mất điện khu vực. Họ cũng có nguy cơ bị nhiễu với liên lạc vô tuyến. Jesse Uttrop, nhà khoa học chương trình và chuyên gia về thời tiết vũ trụ tại NASA cho biết, sự kiện này đặc biệt đã làm gián đoạn liên lạc vô tuyến trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, vì vậy tác động lớn nhất của nó là gián đoạn liên lạc hàng hải. Điều chói tai hơn nữa là nếu các phi hành gia ở trong tầm bắn của pháo sáng, những vụ nổ như vậy có thể đe dọa rất nhiều đến sự an toàn của các nhà du hành vũ trụ và tàu vũ trụ. Tuy nhiên, tin tốt là NASA đã phân loại vụ nổ gần đây là vụ phun trào tầm trung loại M55, tương ứng với mức độ nghiêm trọng vừa phải và mối đe dọa mất điện vô tuyến đối với phía hành tinh đang đối mặt với vụ nổ. Uttrop nói, nó không đặc biệt mạnh mẽ trong một kế hoạch lớn của mọi thứ, nhưng nó có thể có những tác động đáng kể tùy thuộc vào phần nào của trái đất được chiếu sáng mặt trời tại thời điểm bùng phát. Hiện tại, chúng ta có thể chỉ cần ngồi lại và chiêm ngưỡng hình ảnh ngoạn mục do cơ quan này chụp bằng ánh sáng cực tím cực mạnh, được tô màu bằng một màu xanh mỏng kết đầy mê hoặc. Theo Uttrop, khoảng 300 pháo sáng lớp M xuất hiện trong mỗi chu kỳ mặt trời và chúng có nhiều khả năng xảy ra nhất ở gần cực đại của mặt trời, một điểm mà chúng ta đang dần tiến tới. Hiện tại, chu kỳ này đang được định hình là một chu kỳ mặt trời hoạt động và thú vị hơn nhiều so với chu kỳ trước. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể sẵn sàng cho hoạt động năng lượng mặt trời mà chúng ta chưa từng thấy trong gần 20 năm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.